thiên vị bà Chúa mường nghỉ, con dâng văn thiên vị Chúa mường nghỉ, thỉnh Chúa đệ nhất Tây Thiên Đồng người. Thank you.
xúc nhan tâm cờ yêu Chúa về chiếu từ chung ta đích tăng cung dạng kỳ phục hoàng tuân cận thánh Chúa thiên trung thương ý sắc phong nghi thượng đặc hiệu đề tôn
ơi linh Tây Thiên tam đảo địa linh linh. Nhiệm màu nhang thơm thành kinh tùy tâu Bắc Giang.
đã diêu phong sườn đồi thoai thoải, gió rung cây chặt gật màu xanh mây nghi mông vực thẳm bao quanh. Dựng phía sau xem bói bằng lá dầu quả cầu ý. Tay đi, tia là kim cây.
suối sâu vang vọng lời ca, đôi núi bao la đây sự hồ nhạt nhòa, thương đồng hoàng loạn giá về đây nghe trên ngàn gió cuốn rung cây, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca, cất cao tiếng hát hòa một câu ca. Ai từng thành chưa sẽ ba, làm cho được âm ấm lo, có biết Chúa Nguyệt Hồ đôi linh nhi, trần gian có biết Chúa Nguyệt Hồ tôi linh. Điều hay lẽ giờ việc trong ngoài lập lỡ chưa phát hay phạt sẵn sàng các đệ tử năm nay. Căn thâm mi mệnh trọng thì mau tiện căn trình nhì đồng tam mi đầu cứu vị dựng lên. Tiên na chúa lân thang quyền hành
tài quán sơn ma cha. Xa gần nhìn làm thì tôi anh nhìn linh linh vang dậy núi. Sắc chỉ chua xuống chân dẹp lũ ta tinh tinh lệnh lệnh sai vạn vạn binh sai chú bà đi dạo khắp bốn phương trời đinh nhi linh linh thần thần lự có cõi đền thờ chi công hành nghi bát quái bốn đi thương điều hòa thiên một tuần nhà dâng lên tô đôi chín mười phương đồ trì tay dâng soi trong đêm đẹp làm sao
trong nam kiệt bốn năm phương thái hòa thì đúc thần soi sáng vất xa